Cùng các bạn, hôm nay chúng ta cùng nhau học bài hát Lời Ru của nhạc sĩ Lê Minh. Đây là ca khúc đã làm lay động trái tim của rất nhiều người, nhất là những người thuộc thế hệ mình đổ về trước. Được nghe lời ru của bà, của chị trước khi đi vào giấc ngủ. Lời ca giai điệu tha thiết lắng đọng và mộc mạc chất chứa yêu thương. Và bây giờ thì chúng ta sẽ bước vào học từng câu từng khổ trong bài hát nhé. Đây là ca khúc mang âm hưởng dân gian, nên trong quá trình chúng ta tập và hát, các cô chú anh chị và các bạn cố gắng nên đạt được sự tròn vành rõ chữ. Môi trên chúng ta linh hoạt, hàm dưới thả lỏng mềm mại tự nhiên, khẩu hình mở tương đối rộng để âm thanh thanh thoát. Và đặc biệt là cơ chế nén hơi, nhấn siết cơ bụng dưới sao cho đều đặn liên tục tích cực. Vai cổ chúng ta thả lỏng mềm mại, cơ mặt chúng ta giãn. Bây giờ có một số ký hiệu các bạn cần lưu ý mà mình viết trong bản nhạc. Các từ mà mình viết có vòng cung bên dưới là từ cần phải luyến từ dưới lên, vòng cung bên trên là từ trên xuống. Và có một cái dấu tích hình chữ V ở cuối câu hoặc là giữa câu như thế này, có nghĩa là chúng ta gặp dấu tích là nơi chúng ta cần phải lấy hơi. Đó, sau cái từ ca này chúng ta phải lấy hơi. Đó, sau tất cả những cái câu này chúng ta cũng lấy hơi. Bây giờ chúng ta sẽ bước vào tập câu đầu tiên. Mình sẽ đánh đàn và hướng dẫn. Ngậm lời ru, ru mẹ ngày xưa. Hãy hát từ xưa. Cố gắng là từ ngậm chúng ta nhấn hơi vào nhé, để chúng ta tìm được cảm giác hơi, nhấn siết cơ bụng ổn định. Đây là tập thôi, còn sau này chúng ta có hơi ổn định rồi thì chúng ta không cần lưu ý những cái từ đầu tiên này. Còn bây giờ chúng ta tập thì chúng ta tìm cảm giác hơi, cố gắng nhấn siết này. Ngậm, ngậm lời ru, ngậm lời ru, ngậm lời ru, ru mẹ ngày xưa, ru, ru mẹ ngày xưa, ru mẹ ngày xưa. Bây giờ chúng ta hát cả câu, lấy hơi ở đầu và sau câu này nhé. Ngậm lời ru, ru mẹ ngày xưa. Ngậm lời ru, ru mẹ ngày xưa.
ngậm lời ru ru mẹ ngày xưa. Bây giờ chúng ta sang câu thứ hai nhé. Bà, chúng ta nhấn này. Bà đưa mẹ đến, bà đưa mẹ đến. Chúng ta đến, chúng ta phải nhấn siết mạnh hơn tất cả các từ đằng trước nó, bởi vì nếu không nhấn siết từ này rất dễ nó bị giật và bị cứng hoặc là bị oét. Các bạn chú ý nhá. Bà đưa mẹ đến, siết chặt từ đến. Bà đưa mẹ đến, giấc chưa say nồng. Giấc chưa say nồng, say nồng. Say đó mình ngân dung một chút xíu. Bà đưa mẹ đến, giấc chưa say nồng. Bà đưa mẹ đến, giấc chưa say nồng. Để nay mẹ bế mẹ bồng, từ nay chúng ta ngân dài một chút, sau đó lấy ơi. Để nay mẹ bế mẹ bồng, mẹ bế mẹ bồng. Để nay mẹ bế mẹ bồng, để nay mẹ bế bông. Rồi chúng ta viết câu tiếp theo nhé. Mẹ ru con cả, mẹ ru con cả, mẹ ru con cả. Chúng ta lấy ơi. Tiếng lòng thương yêu, tiếng hát tiếng như tiềm á, tiếng lòng thương yêu, tiếng lòng chúng ta đóng, tiếng lòng đóng ngân, tiếng lòng thương yêu. Mẹ ru con cả, tiếng lòng thương yêu. Mẹ ru con cả, tiếng lòng thương yêu. Mẹ ru con cả, tiếng lòng thương yêu. Rồi bây giờ chúng ta hát từ đầu đến cuối khổ nhá. Chúng ta nhớ lấy hơi vào những chỗ dấu tích mà mình tích ở ngay phần cuối hay là phần giữa này nhé. Ngậm lời ru ru mẹ ngày xưa. Bà đưa mẹ đến, giấc chưa say nồng. Để nay bế mẹ bồng, mẹ ru con cả, tiếng lòng thương yêu. Rồi chúng ta học xong khổ 1, xong câu, xong tất cả các câu. Bây giờ chúng ta sẽ bước sang khổ 2. Mình sẽ đàn và mẫu. Thank you.
chúng ta ngân nhé. Lời ru bay bồng cành diêu. Ru chúng ta ngân 2-3 này. Lời ru bay bồng cành diêu. Cành diêu, cành diêu. Cánh chúng ta đóng vào. Cành diêu. Lời ru bay, bay, bay bồng cành diêu. Lời ru bay bồng cành diêu. Thân cò lăn lội, thân cò lăn lội. Thân cò lăn lội mấy chiều sáng sông. Mấy chiều sáng sông. Mấy chiều, mấy, mấy chiều sáng sông. Thân cò lặn lội mấy chiều sáng sông. Thân cò lặn lội mấy chiều sáng sông. Sông chúng ta cũng đóng vào. Và cái đuôi phần ngờ và nờ là chúng ta đóng này. Sông. Thân cò lặn lội mấy chiều sáng sông. Rồi chúng ta tiếp tục. Dài 2-3 nhé. Lời ru ai đó ngóng trông. Ngóng chúng ta đóng vào. Ngóng trông, ngóng trông. Lời ru ai đó ngóng trông. Lời ru ai đó ngóng trông. Ngóng trông, ngóng trông, ngóng trông. Chúng ta sau từ ru chúng ta lấy hơi này. Lời ru ai đó ngóng trông. Lời ru ai đó ngóng trông. Ngóng trông, ngóng trông. Rồi chúng ta tiếp. Muốn về quê mẹ mà không có đò. Muốn về quê mẹ, quê mẹ. Muốn, muốn về quê mẹ. Quê là chúng ta luyến từ trên. Quê mẹ mà không, mà không có đò. Mà không có đò. Mà không có đò. Không có đò. Có đò. Có đò. Sau từ mẹ là chúng ta lấy hơi. Muốn về quê mẹ mà không có đò. Muốn về quê mẹ mà không có đò. Bây giờ chúng ta ôn lại ca khổ nhé. Thân cò lặn lội mấy chiều sáng.
ngóng trông muốn về quê mẹ mà không có đò. Rồi bây giờ tiếp tục sang câu 3 nào. Lời ru biết mấy đợi chờ. Giật và nó mềm. Sau từ du là chúng ta ngân 2, 3. Lời ru biết mấy đời chờ. Rồi chúng ta tiếp tục. Lời ru của mẹ ai năm tháng ngày. Lời ru của mẹ. Lời ru của mẹ. Lời ru của mẹ. Lấy ơi. Ai đóng tháng ngày, ai đóng tháng ngày, tháng ngày, tháng ngày. Lời ru của mẹ, ai đóng tháng ngày. Rồi bây giờ chúng ta hát lại cả khổ nhé. Ai đóng tháng ngày,
lời ru của mẹ ai đóng tháng ngày. Chúng ta lấy hơi tiếp tục. Làm môi trúng chím. Làm môi trúng chím ngậm đầy lời ru. Ngậm đầy lời, lời ru. Ru là chúng ta ngân nga ru. Ru. Chúng ta ngân nga từ ru nhé. Làm môi trúng chím lấy hơi ngậm đầy lời ru. Làm môi trúng chím ngậm đầy lời ru. Mình vừa hướng dẫn các bạn xong bài hát Lời Ru của nhạc sĩ Lê Minh. Bài này khó nhất ở phần ngân rung luyến láy. Các bạn cố gắng nhấn siết cơ bụng một cách ổn định thì bài hát chúng ta mới mềm mại được. Còn bây giờ mình xin kết thúc video này ở đây. Hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo. Hãy đăng ký kênh và để lại phần bình luận bên dưới nếu như các bạn thích bài nào nhé. Xin chào, tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo.